Thưa quý vị, trước thời điểm dịch bệnh năm 2019, thành phố Đà Nẵng đón hơn 1,7 triệu lượt khách Hàn Quốc đến du lịch tại thành phố. Xác định đây là thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm đứng đầu của thành phố, Đà Nẵng đang tập trung xúc tiến đón khách từ thị trường này, góp phần sớm khôi phục thị trường khách Hàn Quốc. Hàn Quốc là một trong 13 quốc gia được Việt Nam miễn thị thực nhập cảnh. Vừa qua, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đã triển khai phương án tổ chức trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, với thông điệp Đà Nẵng sẵn sàng mở cửa chào đón khách du lịch kể từ ngày 15 tháng 3. Đây là điều kiện thuận lợi để khách Hàn Quốc chọn Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung là điểm đến du lịch. Tại cuộc họp trao đổi thông tin mở cửa, xúc tiến đón khách quốc tế thị trường Hàn Quốc mới đây, với đại diện hơn 300 đơn vị kinh doanh lữ hành tại Đà Nẵng và Hàn Quốc, các khách sạn, hãng hàng không khai thác thị trường khách này, thì nhiều công ty du lịch lữ hành tại Đà Nẵng cho biết đã nhận rất nhiều yêu cầu thông tin của các đối tác Hàn Quốc về những chính sách mở cửa du lịch mới nhất của Việt Nam đối với khách du lịch quốc tế, nhất là với du khách Hàn Quốc, kể cả trong thời điểm dịch bệnh, để chuẩn bị đặt lịch du lịch tại Đà Nẵng. Từ ngày 27 tháng 3, Đà Nẵng đã chính thức đón các chuyến bay quốc tế. Các đơn vị trên đã có sự chuẩn bị một số sản phẩm mới, đặc thù của điểm đến tại Đà Nẵng để có thể cạnh tranh với các điểm đến khác trong khu vực. Hàn Quốc thì bên cạnh dòng khách đoàn đi tour trọn gói đến Đà Nẵng đã quen thuộc, thì công ty chúng tôi cũng có những cái sản phẩm về du lịch MICE và tổ chức sự kiện cho những cái tập đoàn lớn ở Hàn Quốc, và những cái bộ sản phẩm free and easy dành cho khách nghỉ dưỡng và đặc biệt là khách gia đình đang rất có xu hướng là đi du lịch tự túc. Thì điểm đến Đà Nẵng là một cái điểm đến ưa thích của thị trường Hàn Quốc đối với cái dòng khách nghỉ dưỡng theo gia đình và những nhóm nhỏ. Ngoài cái việc là sẵn sàng khai thác trở lại thì các cái công tác chào đón khách, chất lượng dịch vụ, Vietnam Airlines chúng tôi cũng đã quan tâm, đã có sự tập huấn để sẵn sàng làm sao đáp ứng được cái tính chuyên nghiệp trong dịch vụ, nhưng mà cũng sẵn sàng ứng phó đối với công tác dịch bệnh, tuân thủ các cái triển khai của chính phủ và chấp hành những cái quy định của nhà nước trong cái môi trường mở cửa trở lại. Bên cạnh đó, hiện Hàn Quốc cũng đã mở cửa du lịch với tinh thần cởi mở. Các công ty lữ hành phía Hàn Quốc cũng đang gấp rút để cập nhật sản phẩm và bán tour thị trường Đà Nẵng tại Hàn Quốc. Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết trước thời điểm dịch, thị trường Hàn Quốc luôn là thị trường hàng đầu gửi khách nhiều nhất tới Đà Nẵng và các địa phương duyên hải miền Trung. Trong năm 2019, hàng tuần, thành phố đón khoảng 300 chuyến bay đến từ Hàn Quốc. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Sở Du lịch cho biết trong thời gian tới, Hàn Quốc vẫn là thị trường hàng đầu của du lịch Đà Nẵng. Chúng tôi cũng đang phối hợp cùng với lại các cái đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch để triển khai cái chiến lược thu hút khách du lịch quốc tế nói chung, trong đó có khách Hàn Quốc. Cụ thể là chúng tôi đã triển khai các cái hoạt động để mà thông tin về cái phương án mở cửa đón khách du lịch trở lại, và triển khai các cái hoạt động như là đón các cái đoàn farm, các cái đoàn báo chí đến từ thị trường Hàn Quốc. Tổ chức sự kiện Route Asia năm 2022, trong đó thì mời các cái hãng lữ hành cũng như là các cái hãng hàng không. Và bên cạnh đó thì vào tháng 9 năm 2022 thì thành phố Đà Nẵng cũng đăng cai cái sự kiện Asian Tour, là một cái giải góp chuyên nghiệp khu vực châu Á, và cũng có cái sự tham gia của rất nhiều các cái vận động viên, các cái golfer chuyên nghiệp của Hàn Quốc tham gia. Theo kế hoạch, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 29 tháng 10 năm 2022, có 6 hãng hàng không khai thác đường bay Đà Nẵng, Hàn Quốc với tần suất 49 chuyến một tuần. Hiện thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị một số sản phẩm du lịch mới và có hơn 70% các cơ sở dịch vụ du lịch đã bắt đầu hoạt động trở lại.